Chứ mày miếng chả đi. Chứ chưa đang bảo để chụp ảnh á, còn xong vẫn phải để chứ. Chụp chưa? Chụp rồi. Rồi. Đeo là may thế nhỉ? Ra vườn này. Ra vườn này vớ được con rắn nhà khủng. Đấy, trứng rắn đấy. Ca sông. Nhẹp về, ra thấy mặt anh Tuấn ở cửa nhà em. Nào. Ừ. Ông Linh rồi. Ui, nó tự động tăng lên đúng tên người này cả. Mình lại ngồi gần quạt. Ué. Vừa tắm xong. À. Nắm chuối này. Mồi ngon. Chạm mồi này. Ừ. Chả rắn cho đỡ đau lưng. Bí vậy thì em. Anh có phát trực tiếp thôi anh quay. À mày đây quay ấy phải không? Ăn thử ngay quả trứng đi ạ. Rượu ngô miền lá. Ngon. Nhân. Nào, cứ nói. À để những quả nữa cho con mặt canh. Chứ đi kia đâu rồi? Nhớ chồng rồi. Ui giời, dừa ngon lắm. Rồi nhớ em ơi. Trứng rắn này thơm không? Vẫn ở trong cái lồng bàn. Món gì mà vừa đến nhỉ? Rồi này nó cắt kiểu mày bắn thế rồi cả cho nó mình miếng trứng này ăn có được không? Trứng này ăn thơm mà trứng dám ăn thơm rồi kiểu băng nó bén mồm ăn hành mấy.